chào anh em đã quay trở lại với channel của Latter Z. Mình là Review và bên cạnh mình đây sẽ là một người đồng hành là Hoàng Anh Hoàng Vô trong số hỏi đáp thứ 38 lần này. Và nếu các bạn có những câu hỏi, những băn khoăn gì mà về laptop hay là về gaming thì có thể comment dưới phần bình luận để chúng mình có thể dễ dàng tổng hợp và trả lời trong những số hỏi đáp tiếp theo nhé. Và nếu bọn mình có bỏ lỡ một vài câu hỏi thì mong anh em thông cảm, vì có rất nhiều câu hỏi nhưng chúng mình có thể bỏ sót một hai câu gì đấy thì chúng mình sẽ trả lời trực tiếp ngay trên kênh luôn. Và để không làm mất thời gian các bạn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu câu hỏi đầu tiên và xin anh Hoàng đọc những câu hỏi đầu tiên nhé. Câu hỏi đầu tiên của bạn Vân Nguyễn: em tính mua Zephyrus G15 Ryzen 7 4800HS, Kagertech 1660Ti Line New giá 24,7 triệu để học công nghệ thông tin thì có được không ạ? Mong hai anh giải đáp giúp em. Cảm ơn. Okay. Vậy thì đặt với nhu cầu của hai anh em. Nếu là em chắc chắn là sẽ mua, tại vì cấu hình rất là tốt và G15 cũng là một máy mà khá là nổi của Zephyrus Asus rồi ấy. Thì em nghĩ là em sẽ mua với 24,7 triệu. Anh Hoàng thì nghĩ sao? Anh thì với 24,7 triệu anh thêm mấy trăm nghìn đơn đến 25 triệu mình lấy Ryzen 5. Đấy là chọn của anh Hoàng. Lựa chọn của mình ấy thì mình nghĩ là vẫn khá đáng mua. Lựa chọn anh Hoàng sẽ là chọn Ryzen 5. Hơi nặng, nó sẽ nặng hơn một chút xíu. Nhưng mà sẽ có hiệu năng các thứ, nó sẽ okay. Câu hỏi thứ hai của bạn Lương For Life: xin chào hai anh, hiện em đang có 25 triệu mua laptop gaming để vừa chơi vừa học, mà chủ yếu là phải có màn hình và màu sắc đẹp, thì em nên mua con nào ổn trong tầm giá ạ? Em đang phân vân con MSI GL65 bản 1650Ti, lại là tầm giá 25 triệu. GL65 bản 1650Ti thì sẽ không có màn đẹp anh em nhá. Anh em đừng có quan tâm là màn nó đẹp hay không, tại vì là phiên bản cao cấp ấy thì hãng sẽ trang bị màn đẹp, còn những phiên bản mà 1650Ti trở đi là hãng sẽ không có trang bị màn đẹp đâu. Anh em cần lưu ý này. Và 25 triệu màn đẹp, chủ yếu là màn đẹp. Ryzen thì Ryzen 5 bản Ryzen 7 với cả 1650Ti với bản 1400Hz tầm này là sẽ đẹp nhất. Còn nếu mà trong tầm tiền này, chúng ta sẽ có thêm một mẫu Zephyrus G14 nữa, cũng là lựa chọn mà thích màn đẹp, hiệu năng cao. Đấy thì đấy là hai sự lựa chọn của chúng mình cho câu hỏi của bạn Lương For Life. Câu hỏi thứ ba của bạn Minh Nguyễn Văn: anh tư vấn giúp em tầm 21 triệu nên mua Ryzen 5 hay Acer Nitro ạ? Em học đồ họa, cũng cần màn hình nét và cũng chơi FIFA Online 4. Em cảm ơn và chúc kênh sớm phát triển. Ngoài ra thì bạn có hỏi thêm một câu nữa là bạn đi học về đồ họa lĩnh vực kiến trúc xây dựng và xài AutoCAD và Revit, SketchUp theo gì thì sao? Với anh Hoàng, Ryzen 5 hay Acer Nitro 5? Anh vẫn thiên về Ryzen 5. Em cũng nghĩ là thiên về Ryzen 5 hơn, tại vì phân khúc sản phẩm nó nhìn hơn một chút. Và những cái mà toàn diện hơn thì Ryzen 5 nó có cả. Và học Revit, AutoCAD, SketchUp thì cả hai máy đều đáp ứng được. Và giữa hai máy thì cả hai anh em mình đều đồng ý là chọn Ryzen 5. Nó vừa gaming hoàn toàn tốt, tản nhiệt mát, build ngon. Cân nặng cũng không phải quá nặng, mình cứ nói nặng cho nó quá vấn đề thôi. Nhưng mà nó dạng không quá nặng lắm với anh con trai đâu. Ok, và đây là câu trả lời của chúng mình. Câu hỏi thứ tư của bạn Phúc Phan Gia, nhưng mà rất quen thuộc: cho em hỏi giá của laptop thường giảm theo chu kỳ nào vậy ạ? Vài tháng, một năm hay là khi ra laptop mới? Chu kỳ của giá sản phẩm laptop nó lại là nằm ở nhà phân phối. Nếu mà có nhiều sản phẩm quá mà chúng ta không bán được, chúng ta phải làm gì anh? Đương nhiên không các bán chương trình được giảm giá sale. Và nếu các hãng có những mẫu cái máy mới đúng không, thì chúng ta không thể giữ máy cũ mà mức đúng giá như vậy được đúng không? Chúng ta phải giảm. Nhưng mà giảm có sâu hay không thì cũng không thể giảm sâu được, nếu mà giảm sâu thì lỗ. Đúng rồi, mà bên cạnh đó thì là cái thời gian để cho đến cái chương trình sale đấy nó lại là một khoảng thời gian nó cũng rất là lâu, rất là dài. Và bây giờ các bạn đợi đến cái khoảng thời gian đấy thì thực sự là nhỡ rất là nhiều việc của chúng ta nữa. Cho nên là cái ở thời điểm này, ok là những sản phẩm 2021 chúng ta nên chờ đợi. Nhưng nếu như đang cần một công việc thì những chiếc máy của 2020 vẫn đang là rất tốt vai trò, thậm chí có thể đương đầu được với cả những sản phẩm 2021 nữa cơ, đúng không nào? Ok, và đây là câu trả lời của chúng mình. Câu hỏi thứ 5 của bạn Phan Hoài Nhân: ask cho em hỏi RTX 2060 trên laptop có khả năng chạy tay đôi với em VGA nào trên desktop ạ? Chúc kênh ngày càng phát triển. Khó khiến quá nhỉ? Tại vì là anh Hoàng thấy đấy, CPU trên laptop và desktop nó không giống nhau. Đúng rồi, thứ nhất là nó đã khác về cái tính vật lý rồi. Ở trên PC nó to đùng như này, nhưng trên laptop nó nhỏ xíu à. Thêm vào đó là RAM trên laptop cũng khác RAM trên PC. Thế nên là để so sánh trực tiếp một với một với nhau rất là khó. Nhưng mà nếu mà so sánh một cách kiểu là thuần, một cách kiểu là theo thông số theo giấy tờ thì sẽ gần bằng với cả 1660Ti trên desktop anh em ạ. Và có thể nói là cũng tương đối là hợp lý, tại vì 1660Ti tại điểm này cũng không có mà mua, đắt lắm, toàn mười mấy triệu thôi, kinh khủng luôn, không hiểu vì sao đắt thế. Đúng còn là... còn cái gì ở đây nữa, các pháp sư đào coi. Chắc là thế là chứ làm gì được cái nào khác. Ok, câu hỏi thứ 6 của bạn Hunter Anime: nên chọn Intel hay là AMD để lập trình và làm đồ họa, chơi vài game nhẹ thì cái nào tốt và bền hơn ạ? Bạn không nói rõ là lập trình gì nhỉ? Tại vì lập trình cũng có nhiều kiểu. Đúng rồi. Thì thôi thì nếu mà bạn hỏi chung chung thì bọn mình cũng chỉ có thể trả lời chung chung được là Intel cũng là lựa chọn hợp lý, tại vì là an toàn nhất.
Còn AMD thì chơi game và game nhẹ nhẹ thì AMD làm vẫn sẽ tốt hơn. Và nói chung là Intel AMD nó vẫn sẽ bền như nhau, nhưng mà để lập trình thì Intel vẫn là lựa chọn mà gọi là an toàn nhất, tại vì là tối ưu nhất. Cái câu hỏi thứ 7 của bạn Bùi Thanh Bùi: anh ơi cho em hỏi là sắp tới Lenovo Legion 5 2021 ra mắt thì giá dao động tầm bao nhiêu bạn? Em cảm ơn và chúc anh sức khỏe. Legion 5 2021 ra mắt sẽ giá dao động khoảng bao nhiêu? Ra đó thì ra mắt rồi, nhưng mà chúng ta chơi những phiên bản cấp thấp hơn nên chúng ta cũng không biết nói là đắt hơn là rẻ hơn được, nhưng mà cái việc đắt hơn hay rẻ hơn sẽ tùy thuộc vào hãng, chúng mình cũng không thể dự đoán được luôn đấy, tại vì là giá về ra trên desktop thì nó cứ tăng ầm ầm, và thiếu hụt chip nhớ thì nó cũng tăng ầm ầm luôn, thế nên là cái giá sản phẩm nha, mình nghĩ là sẽ tăng, nhưng mà tăng một chút, không nhiều, thậm chí là có thể nhỏ hơn được, tại vì là nó không, rất là khó để nói, chúng ta biết được là nó tăng hay nó giảm ấy, nó phụ thuộc vào các hãng sản xuất và các nhà sản xuất cung cấp chip ứng, chip nhớ với cả những cái bộ bán dẫn, thì đấy là cái mà chúng ta cần quan tâm. Còn nó tăng hay là giảm rất là khó nói, thực sự là chúng mình không thể trả lời được luôn. Các hãng cũng phải nhìn nhau để xem là cân đối mức giá để còn cạnh tranh với nhau nữa cơ. Đúng rồi, các hãng cũng phải nhìn nhau để cạnh tranh nữa, nên là các bạn yên tâm là tăng nhưng sẽ không tăng quá nhiều. Và câu hỏi thứ 8 của bạn Bảo Phạm: Legion 5 nên chọn CPU Intel hay là AMD ạ? Và cũng như những ưu nhược điểm của mỗi loại ra sao khi vừa học lập trình mà vừa chơi game? Ủa, nhà anh em học lập trình quan tâm thế. Legion 5 Intel AMD thì mình bản thân mình đã có một video so sánh về hai CPU này trên chiếc Legion 5 rồi. Các bạn có thể tham khảo về CPU Intel AMD nhé. Vậy thì về ưu nhược điểm của mỗi loại ra sao thì ưu điểm của Intel là được tối ưu tốt về cái hệ thống phần mềm hơn, về cái vấn đề lập trình, cả front end, back end, full stack nhiều lắm. Mình cũng không phải là một người quá am hiểu về lập trình nên mình cũng rất là khó để trả lời cho bạn. Nhưng mà để chơi game nhá, chơi game thì chúng mình rất là rành. Thì AMD tốt hơn, khỏe hơn, mát hơn và có hiệu năng gần như là cạnh tranh tương đương với cả Intel, giá lại rẻ hơn. Nhớ nhân nhiều lúc hơn. Đấy thì đấy lý do gì chúng ta chọn Intel? Lập trình, lý do là cuối cùng là lập trình thì chúng ta chọn Intel. Ok. Câu hỏi thứ 9 của bạn Dương Văn Quyền: giữa Dell 7510 và Acer Nitro 5 thì nên chọn máy nào anh nhỉ? Em học xây dựng nhưng lại thích chơi game FPS. Mình quan tâm đến về chơi game FPS. Về chơi game trước đi. Đấy thì theo anh, tức là bây giờ để nói cân bằng đi, giữa cả chơi cả học thì máy chạm thì ra nó không dùng để chơi game. Mà máy chơi game thì nó lại con GTX thì nó lại vừa làm 2D, 3D được mà vừa chơi game. Đấy, thậm chí nữa là Acer Nitro 5 lại rất là mát nữa. Thì không có lý do gì để vào cho 7510 cả. Tuy nhiên thì với xây dựng, nếu như mà bạn chuyên biệt về làm 2D, 3D nhiều hơn là chơi game thì nên chọn 7510. Có điều là cân nặng nó sẽ nặng hơn chút xíu thôi. Cứ khoảng 3 cân so với 2 cân, 2 cân thôi, nó chút xíu mà cũng là nhiều. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thứ 10 của bạn Thái Kiều: hai anh cho em hỏi MSI GF65 i5 10300H RTX 3060 Max-Q có thể livestream mượt mấy game 3 không ạ? Với lại trong tầm giá 28 triệu có con nào ngon hơn không? Đã stream thì nó phải nằm ở cả chip lẫn CPU nữa, chip lẫn GPU nữa thì anh em thấy đấy, i5 là còn đi RTX 3060 có vẻ như là hơi nghẽn cổ trai. Em không biết là nó nghẽn không nhưng mà cũng chưa biết được, tại vì RTX 3060 này còn là RTX 3060 Max-Q. Nó là hơi quẹt quẹt, cảm giác nó hơi bị khập khiễng, không bỏ. GF 65 tầm này tầm 28 triệu ấy, thì anh Hoàng thấy 28 triệu có nhiều không anh? Có nhiều. 28 thì ok, quá trời nhiều luôn. Legend 28 triệu Legend nha, Omen nha, cố thêm tí nữa thì Helios, cố thêm tí nữa thì lại HP Omen 300 hertz. Đấy. Chả lý do gì. Cho một lý do luôn, không có lý do gì để đổi lấy GF 65 cả. GF 65 build là còn không được cải thiện hơn chứ. Đúng vậy. Đáng tiếc thực sự. Tiếp theo câu hỏi số 11 của bạn Lê Khắc Tùng: nên mua máy nào dưới 18 triệu để cốt web các thứ ạ? À? Cốt web 18 triệu. Cốt web 18 triệu. Mình chọn ngay Latitude 7490 của Dell là một sự lựa chọn hợp lý hơn bao giờ hết. Thêm vào đó trong tập tiền này có HP EliteBook 840 G5 là hai sự lựa chọn laptop doanh nhân nhưng mà phù hợp với anh em lập trình, có bàn phím tốt, build ngon, sử dụng bền bỉ và đặc biệt là phải ổn định. Làm cốt mà không ổn định là rất là khó chịu luôn. Toàn. Okay, câu hỏi thứ 12, câu này thì ra chúng mình cũng định bỏ rồi nhưng mà tôi cứ đưa lên đây để lưu ý với anh em, khi chúng ta đặt những câu hỏi chúng ta nên cụ thể một chút. Thì ở đây bạn Hùng Trấn Huy có hỏi là có thể tư vấn cho mình về MSI GE75 Rider dùng Intel i7 đời 8 và 2060 được không? Đấy, bạn hỏi rất là mông lung, nó mông chưa, lung lắm. Chưa rõ cụ thể là bạn là cái mục đích của bạn là gì. Thì về máy GE75 đi, Rider đi, đẹp không? Đẹp. To mà. Nặng. Có nặng, rất nặng. Cấu hình thì i7 đời 8 hay là 2060 nó vẫn rất là dư để chúng ta có thể làm. Là thậm chí học tập nữa. Tản nhiệt có ổn không? Có ổn.
thời lượng pin kém, có kém, màn hình tốt, có tốt. Nói chung là chúng mình sẽ có một video review nếu mà có được cái cơ hội để trải nghiệm GE75. Chứ thực ra bạn hỏi này nó khá là mông lung để chúng mình có thể trả lời được. Chúng mình cũng phải tìm hiểu một chút về mẫu máy GE75 thôi. Ok, sang câu hỏi thứ 13 của bạn Văn Lâm Phạm. Chào hai anh, hai anh có thể so sánh hai con UM425 Ryzen 5 5500U với Acer Swift 3 được không ạ? À? Cảm ơn hai anh. Hình như là hai cái chiếc này là anh em mình làm đúng không? Acer Swift 3X à? Mẫu máy này nghe mình chưa nghe bao giờ, nhưng mà chắc là sớm trên kênh chúng mình sẽ làm review so sánh. Thì bạn hãy lưu ý subscribe kênh để theo dõi, để khi nào có video thì bạn có thể theo dõi được ngay cái video đấy nhé. Ok, câu hỏi thứ 14 của bạn Bách Nguyễn. Hai anh cho em hỏi, em đang dùng Zephyrus G14, thấy có sợ sạc PD qua cổng Type-C. Khi em cắm vào thì thấy biểu tượng pin có kèm dấu chấm than vàng, thì thấy có phải là do không dùng đúng cổng sạc, công suất sạc không ạ? Vì em mới cắm thử củ sạc của điện thoại mắc công suất là 18W. Cảm ơn hai anh. Ôi giời, đau đớn tay. Đau đớn. Cục sạc 18W trên điện thoại nó khác với cục sạc 18W trên laptop các bạn ạ. Tại vì 18W ở trên laptop nó gần như là tuần tự, lúc nào nó cũng cung cấp đủ được cái mức công suất đấy. Nhưng trên điện thoại ấy, chỉ là marketing của những cái hãng điện thoại thôi. Thế nên là hãng 120W, 110W nữa thì lúc đầu chúng ta sạc khoảng 5 phút chắc mới được cái công suất đấy lúc mà đổ vào ấy. Chứ mà về sau tuần tự nó chỉ được khoảng 20W, 30W. Và cái việc mà các bạn dùng một cục sạc mắc 18W thì khả năng cao về sau nó nhảy xuống còn 10W là căng. Thì tất nhiên rồi, 10W thì chắc là không cấp đủ cho nổi cái cục pin nó được sạc lại luôn. Tại vì là điện nó cấp phải cái cấp cho màn hình, cấp cho cấu hình rồi thì làm sao mà sạc cái pin, đúng không? Thế rất là dở. Thế nên là nếu bạn muốn sạc qua cổng taxi thân delivery thì phải cùng cục sạc 65W trở lên. Đấy, mà cục sạc tuần tự 65W trở lên. Câu hỏi thứ 15 của bạn Ki Huy Lâm. Câu hỏi của mình hơi liên quan đến game một xíu. Mình đang dùng MSI Bravo 17, mình định chơi Dynasty Warrior 9 và đang xem qua cấu hình thì hoàn toàn chơi ổn. Nhưng vào game thì dù mình tinh chỉnh graphic thế nào đi nữa, dù là in game lẫn trong AMD software thì frame vẫn tụt rất là kinh dị, cao lắm thì chỉ tầm 30fps. Tiếp theo là mình có thử chơi Darksiders Warmaster và Remake thì frame tụt khoảng dưới 20fps, thậm chí là dưới 10. Trò này thì lại nhẹ hơn Dynasty Warrior 9 rất nhiều. Mình nghĩ là do game không tối ưu hóa tốt cho cấu hình AMD. Nhưng chưa gì thì đã thấy hai game dính thì mình cũng hơi sợ thật. Về game thì theo gì thì sao? Đầu tiên này có khả năng cao. Em đoán là hình như bạn không cắm sạc khi chơi game. Khả năng nhá, đây là khả năng. Thứ hai là bạn có thể thử chơi game khác xem có mượt không. Nếu mà chơi game khác mà mượt thì đúng là do hai con game đấy nó hơi không tối ưu cho AMD được. Thật. Thì thật ra là như thế này, cái đầu tiên là như Duy nói thì cũng là anh còn nghĩ là 60-70% cơ, là do bạn không cắm sạc. Thứ hai nữa là AMD họ vẫn đang trong quá trình gọi là từng bước họ cập nhật tối ưu cho những cái phần mềm, kể cả là đồ họa các thứ và cả game nữa. Thì việc đầu tiên với mình nhá, bạn hãy cập nhật tất cả các cái driver từ cả đồ họa đến CPU hay cả Windows nữa, để sau xem khi mà chúng ta chơi game nó còn có gặp trường hợp như vậy hay không. Với thứ hai nữa là xem nào, driver rồi. Driver thì bây giờ bạn thử các game khác đi, nếu như mà có nó không được gì nữa thì có khi là do AMD thật. Bởi vì dù sao hai cái tựa game bạn vừa nói nó là hai tựa game nó cũng khá là cũ rồi, nó phải từ khoảng 2017. 2017 cũng lâu lắm rồi. Thì đây là cái câu trả lời của mình cho bạn Kiwi Lâm. Câu hỏi thứ 16 của bạn Kenbu Audio. Ad cho em hỏi thời điểm nào Asus ROG Strix 513 2021 về Việt Nam và giá như thế nào, và có nên mua hay đợi một vài tháng để mua ạ? Nếu mà về ấy, thì chắc khoảng 1-2 tháng nữa là sẽ về thôi. Không lâu lắm đâu, nhưng mà giá nó vẫn sẽ cao. Tại vì nó vẫn chưa có những phiên bản cả đồ họa thấp như RTX 3050 Ti. Thế là chúng ta chờ 1-2 tháng nữa thì vẫn sẽ chờ được. Nhưng mà chúng ta sẽ phải bỏ số tiền khá lớn để sở hữu được G513 và 2021. Thế là câu trả lời chúng mình cho câu hỏi bạn Campbell Audio. Câu hỏi thứ 17 của bạn Lâm Zimes AITT. Em chào anh, em muốn hỏi là em mua một chiếc laptop dùng khoảng 3-4 năm. Nhu cầu của em là làm office, đi học, làm ảnh, có Adobe Premiere và AE và có chơi game. Mà muốn cả màn hình ổn và bàn phím ngon nữa thì có máy nào trong tầm giá 24 triệu đáp ứng đủ không ạ? Em cảm ơn hai anh, chúc laptop sẽ ngày càng phát triển. 24 triệu. Trời ơi, khó thật sự. 24 triệu thì có thể có một máy là mẫu G512, nhưng mà G512 lại có một vấn đề không đáp ứng được là cái màn hình nó sẽ không thực sự tốt 100% để có thể đáp ứng được cái nhu cầu làm ảnh hay là edit Premiere hay là AE. Và nếu mà để chọn Ultrabook trong tập này chắc chắn là không chạy được AE luôn.
Đấy, thì G512 là một sự lựa chọn trong tầm 24 triệu mà em nghĩ là có thể sáng giá. Và sau này bạn có nhu cầu mà cần một cái sản phẩm tốt hơn, chúng ta có một màn hình tốt hơn, thì chúng ta có thể cắm ra một cái màn hình rời nữa. Tại vì là G512 có đủ cầu kết nối để chúng ta cắm ra ngoài màn hình rời. Ừ, thì 24 triệu là sự lựa chọn đấy, là sự lựa chọn mình nghĩ là khá là sáng. Còn với bản thân anh ấy, thì với 24 triệu bây giờ thêm 1 triệu nữa là có ngay Legend 5. Màn hình cũng cực kỳ đẹp, trong tầm giá view ngon, tản nhiệt cũng tốt. Nói chung là từ nãy giờ với tầm giá này theo anh là Legend 5 luôn luôn hình như là best choice rồi. Từ trước đến nay rồi, anh theo anh thấy là như vậy. Ok. Câu hỏi thứ 18 của bạn Orange 777. Theo app con laptop nào phù hợp để chạy trình chiếu lưu trữ giá bán? Nhưng quan trọng nhất là bạn đảm bảo bao nhiêu tiền thì bạn không nói. Tiêu chí thì mình nghĩ là bạn nào có nhu cầu giảng dạy trên trường hay là đi thuyết trình lưu trữ giáo án ấy, thì ưu tiên đầu tiên là chúng ta nên có cổng Vega và HDMI để chúng ta có thể xuất ra máy chiếu, thì có đủ cổng kết nối nó vẫn sẽ tốt hơn là không có, đúng không anh? Thêm vào đó thì khả năng nâng cấp HDD là tốt nhất, là vì HDD nó vừa rẻ và cho được chúng ta lưu trữ được nhiều thứ. Thì có khả năng nâng cấp HDD là một trong những tiêu chí quan trọng khi chúng ta lựa chọn một chiếc laptop để dạy trình chiếu lưu trữ giáo án. Thì đấy là câu trả lời chúng mình cho câu hỏi của bạn Orange 777. Câu hỏi thứ 19 của bạn Khánh Nam. Mọi người cho mình hỏi là Quadro đuôi M và đuôi K khác gì nhau ạ? Quadro K hay là M là để hãng họ có thể phân biệt được cho người dùng là hãng là cái GPU nào nó sử dụng kiến trúc Kepler và kiến trúc nào là kiến trúc Maxwell, để họ phân biệt được là kiến trúc của những cặp đồ họa nó khác nhau ra sao và hiệu năng nó cũng đồng nghĩa việc là khác nhau như thế nào. Đấy là lý do để chúng ta phân biệt được dòng M và dòng K. Đấy là cái cách chúng ta phân biệt duy nhất trên những dòng Quadro. Cái câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ 20 của bạn Suka đến từ nước Nga. Tầm 20 đến 25 triệu thì mua máy gì để học phần mềm kỹ thuật? Em cần màn hình đẹp, phím ngon, nhỏ lại càng tốt, nếu không được thì thôi. Và nâng cấp được RAM lên 16GB, mong anh tư vấn, em cảm ơn. Tại sao mà lại không được? 25 triệu là quá dư. Quá được luôn. Nâng cấp RAM 16GB, ok. Chúng ta có Dell Inspiron 54606, 5402. 5402 mới là một mẫu có thể nâng cấp được RAM. Có màn hình đẹp, có bàn phím ở mức ok, học được kỹ thuật phần mềm tốt, nhỏ gọn, đương nhiên là phải nhỏ gọn. Tầm này chúng ta cũng có thêm một lựa chọn nữa, ThinkPad T49S, và chúng ta còn dư ra được khoảng vài triệu để có thể nâng cấp được RAM hay là SSD, thì đấy là một sự lựa chọn rất đáng để cân nhắc. Mà ThinkPad T49S anh em biết rồi đấy, ThinkPad đã nói ThinkPad là gì? ThinkPad cứng, cáp, bền, đặc biệt là cối đá, đặc biệt là phải phí ngon. Đúng rồi, phí phải ngon để chúng ta có thể học về kỹ thuật phần mềm ấy, chúng ta code cái app ấy nó phải tốt nhất có thể, và cái trải nghiệm sử dụng nó là sướng nhất. Thì ThinkPad T49S và Dell Inspiron 5402 là hai sự lựa chọn mình nghĩ là sáng nhất tại thời điểm hiện tại nhé. Và đó tất cả những gì trong số hỏi đáp ngày hôm nay. Nếu anh em có những câu hỏi, những băn khoăn gì, xin vui lòng dưới phần bình luận hãy để lại những cái comment, những cái câu hỏi của anh em nhé. Chúng mình sẽ tổng hợp và trả lời trong những số hỏi đáp tiếp theo, số hỏi đáp từ 39, 40. Và hy vọng anh em sẽ tiếp tục theo dõi channel của Laptop Z để chúng mình có thể là ra thêm nhiều video hữu ích và nhiều thông tin hay ho cho anh em nữa nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Mình là Review và mình là Hoàng Công. Xin chào mọi người trong những số video tiếp theo nhé. Bye bye.